Thay mặt cho đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Nam, xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, miền núi tỉnh Quảng Nam, nơi núi rừng Đại Ngàn có nhiều dân tộc anh em sinh sống như Kinh, Co, Ca Dông, Xê Đăng, Mơ Nông. Với đa thành phần dân tộc đã tạo nên bức tranh văn hóa sống động, đa sắc màu, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam. Biểu trưng truyền thống quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây thể hiện ở tinh thần đoàn kết, bình đẳng, thật thà, chất phác, sống thủy chung, gan lì, bộc trực, mạnh mẽ, quả cảm. Mỗi dân tộc, mỗi bản làng có phong tục tập quán, lễ nghi, luật tục được duy trì khắc khe để quản lý, bảo tồn các yếu tố truyền thống của dân tộc. Đến với liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn Tây Nguyên mở rộng lần thứ 3 năm 2022 tại tỉnh Kon Tum, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Nam dự thi với các tiết mục múa lễ cầu mưa, âm nhạc Quang Vinh, biên đạo Xuân Hành, biểu diễn đội nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hỡi thần nước, hỡi thần sông, thần suối, con nai trên rừng đã khát nước, cây cối héo khô, đất đai khô cằn, dân làng đói kém. Hôm nay làng con dâng lễ vật, đánh trống đất gọi mưa, cầu cho trời mưa xuống. Thank you.
lộc ít lớn lắng y miền mía mọc lộc y hà lạc âu hên ơi bớt y màu hên ơi ôi y quan chú chú lịch lâu thôi tận bày tận ói dân làng sẽ múa mấy vòng.
là điệu múa Ra Nhóc, là điệu múa cảm ơn thần linh trong năm qua đã phù hộ cho dân làng ấm no khỏe mạnh. Trong điệu múa có phần nghiêng ngả nhưng cũng không kém phần duyên dáng uyển chuyển, tạo nên rất đẹp rất riêng của những cô gái ca dòng.